Thưa quý vị, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, Báo Nhân dân tham dự các hoạt động và tổ chức một gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 88 diễn ra tại thành phố Palaisis, Pate thuộc tỉnh Essonne ở phía nam Paris. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự hội báo. Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao những giá trị của hội báo được tiếp nối qua nhiều thế hệ, không chỉ nhằm tiếp nối truyền thống của những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp mà còn thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế vì hòa bình. Tổng biên tập Lê Quốc Minh cũng cho biết, Báo Nhân dân cố gắng tổ chức một gian trưng bày thật trang trọng tại Hội báo Nhân đạo để giới thiệu về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, có in đậm những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả của bạn bè ở Pháp và trên khắp thế giới. Đây là dịp để Báo Nhân dân học hỏi kinh nghiệm, mở rộng Hội báo Xuân tại Việt Nam với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Qua đó có thể làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, đường lối, cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, nhất là giới trẻ. Có thể nói năm nay có nhiều cái dấu ấn trong cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Và tại Việt Nam đã diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm cái dấu mốc quan trọng này. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm Hiệp định Geneva, cho nên là những hoạt động kỷ niệm như vậy hết sức sôi nổi suốt trong từ đầu năm đến giờ. Đồng chí Fabien Gay, Tổng biên tập Báo Nhân đạo cho biết, gian trưng bày do Báo Nhân dân tổ chức với sự tham gia ngày càng phong phú, thực sự nổi bật tại khu quốc tế và đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lòng bạn bè Pháp và quốc tế. Đối với chúng tôi, sự hiện diện của không gian trưng bày do Báo Nhân dân tổ chức tại hội thảo rất quan trọng, thể hiện rõ sự đoàn kết của những người cộng sản và những người làm báo đảng của Pháp và Việt Nam. Trong quá khứ, Báo Nhân đạo luôn sát cánh cùng với nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh chính nghĩa chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc để thống nhất đất nước. Tại hội báo lần này, tôi muốn truyền tải một thông điệp rằng chúng ta hãy cùng nhau tăng cường hơn nữa tình đoàn kết. Trong 3 ngày hội thảo, nhiều cuộc meeting, hội thảo, diễn đàn, giao lưu và trao đổi về những vấn đề thời sự tại Pháp, tại châu Âu và trên thế giới được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, chính trị gia. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các nước trên thế giới. Tham gia các hoạt động tại gian trưng bày do Báo Nhân dân tổ chức có các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Việt Kiều và sinh viên để giới thiệu những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực của Việt Nam với bạn bè Pháp và quốc tế. Sau vụ cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân làm 56 người thiệt mạng, rất nhiều tổ chức cá nhân thông qua các kênh khác nhau đã rất kịp thời ủng hộ cho các nạn nhân. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông tin, tính đến hết ngày 16 tháng 9, quận Thanh Xuân đã tiếp nhận gần 50 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp thông qua các kênh ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong đó, riêng quận Thanh Xuân đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các nạn nhân vụ cháy 7 tỷ 50 triệu 800 nghìn đồng. Theo ghi nhận, công tác tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn được thực hiện tại các địa chỉ đã công bố. Vụ cháy chung cư mini vào ngày 12 tháng 9 vừa qua có thể coi là một trong những thảm họa hỏa hoạn thảm khốc trong cả nước. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những vụ cháy thương tâm đã xảy ra trên cả nước, trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và tính mạng, tài sản. ngày 29 tháng 10 năm 2002, do sự bất cẩn của các thợ hàn khiến xảy ra cháy tại tòa nhà ITC số 95-101 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 60 người chết, 70 người bị thương. 14 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2016, lửa hàn cắt kim loại bắn vào phần ốp cách âm khiến ngọn lửa bùng lên, lan sang 3 căn nhà liền kề gồm nhà hàng, karaoke trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 13 người chết. 10 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 7 năm 2017, tại xưởng bánh kem xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, phía Tây Hà Nội, quá trình sửa xưởng, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây hỏa hoạn. 8 người chết. 1 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2018, hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vụ cháy được xác định từ một phương tiện dưới tầng hầm. 13 người chết, 60 người bị thương. 2 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2019, chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79, cháy lan sang 4 nhà xưởng 1.000m2 trong ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. 8 người chết,
trong đó có một gia đình 4 người. 23 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2022, chập điện gây cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 33 người chết. Gần đây nhất, 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tòa chung cư mini 9 tầng số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bùng cháy dữ dội, 56 người chết, 37 người bị thương. Và còn rất nhiều vụ cháy thương tâm khác đã xảy ra. Những vụ hỏa hoạn kinh hoàng, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hàn xì, sửa chữa, xây dựng, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh. Chủ quan, thiếu kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy của chính bản thân mỗi người dân. Để rồi, phía sau mỗi ngọn lửa bùng lên, chỉ còn lại đống đổ nát, những mất mát, đau thương, sự hối hận muộn màng. Tất cả chúng ta phải chủ động nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính bản thân và những người chung quanh. Thưa quý vị, biết bao gia đình có niềm vui lớn khi con em trúng tuyển vào nhà trường quân đội. Có một gia đình ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có niềm vui nhân ba. Đó là cả ba anh em sinh ba cùng thi đỗ vào hệ cao đẳng quân sự, ngành kỹ thuật hàng không của trường sĩ quan không quân. Đây là câu chuyện kỳ tích mà rất nhiều năm mới có một lần. Sau khi có ba anh em sinh ba tương tự quê ở Nghệ An từng cùng thi đỗ vào trường sĩ quan thông tin và nay đã về công tác tại các đơn vị. Một người con thi đỗ đã khó, ba người con được nuôi dưỡng với sự trưởng thành đồng đều về thể chất, trí tuệ là rất đặc biệt. Ba tân học viên sẽ được cùng học tập, rèn luyện để trở thành quân nhân cách mạng, đóng góp sức trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một quân nhân trong quân đội, Đại úy Nhẫn thường xuyên vắng nhà. Việc nuôi dạy các con đều một mình vợ chăm sóc. Song ba cậu con trai, Hạnh, Phúc, Ngọc là những cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi và có trách nhiệm. Đặc biệt, ba cậu con trai của anh Nhẫn, chị Phượng đã thi đỗ vào trường sĩ quan không quân và đã nhập học. Anh Nhẫn xin nghỉ phép ít ngày về thăm vợ con. Niềm vui lớn trong ngôi nhà nhỏ có những thành tích nho nhỏ của ba cậu con trai. Và trong những ngày này, các con đã nhập học. Tới đây còn đăng ký vào đi thi vào trường quân đội. Thế cũng theo nguyện vọng thì mình ở đấy là tùy các con thôi. Nếu mà cảm thấy phù hợp mà đấy thì môi trường trong quân đội nó khác bên môi trường ở ngoài một xíu. Có gì thì vào trong đấy thì mới biết được. Chứ bây giờ bố cũng không thể nói định hình trước được. Thế là nó bảo thôi con đăng ký con thi. Thế bữa rồi thi xong thì thấy bảo điểm báo về đẩy tay danh sách các thứ rồi thấy cũng được, thế bảo thôi chúc mừng cho mấy con thôi. Khi biết mà ba con đậu vô trường đó là gia đình rất mừng, vì là các cháu đã đạt được cái ước nguyện của các cháu mà gia đình cũng mong muốn như thế. Còn lúc này ba học viên mới là Trịnh Minh Hạnh, Trịnh Minh Phúc và Trịnh Minh Ngọc đang có những bài học đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ. Tình cảm gia đình hiếm có này sẽ hòa chung với sự ấm áp của tình đồng chí đồng đội trong mái nhà chung, tiểu đoàn 1 trường sĩ quan không quân. Chúng em xuất thân từ trong gia đình có bố làm quân nhân, làm tấm gương mẫu mực của tấm gương mẫu mực có đức hy sinh, muốn cống hiến cho Tổ quốc, muốn cho sự nghiệp và xây dựng quân đội, còn là bà ba vững chãi cho gia đình. Nên cả ba em tụi em cùng nhỏ đã cứu mơ phát màu áo lính giống bố. Sau này vào môi trường quân đội cống hiến một phần sức lực của mình cho Tổ quốc. Công tác kỹ thuật hàng không tỉ mỉ khoa học là công việc mà họ sẽ được học tập, thực hành trong những năm tiếp theo. Cùng nhau, ba anh em Hạnh, Phúc, Ngọc sẽ thêm quyết tâm, thêm nỗ lực phấn đấu, học tập để trở thành một người học viên tốt, một cán bộ kỹ thuật giỏi như mục tiêu đào tạo. Bởi giờ đây, họ không chỉ là anh em ruột thịt mà đã thành đồng chí chung câu quân hành.